nhằm hỗ trợ bệnh nhân và thân nhân người bệnh đang điều trị nội trú. Tại Bệnh viện Đa khoa Sadec có đủ khẩu trang để phòng dịch COVID-19. Các hội đoàn thể phường 3 thành phố Sadec đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí may 1.000 chiếc khẩu trang vải tặng cho bệnh viện. Những chiếc khẩu trang này do các hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và các hội viên hội đoàn thể phường 3 bỏ ngày công ra may, sau đó được giặt sạch, hấp sát trùng và cho vào bao ni lông để đảm bảo an toàn vệ sinh cho người dùng. Mỗi bao đựng khẩu trang còn kèm theo tờ rơi hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để người dân có thêm kiến thức và nâng cao ý thức trong việc đeo khẩu trang phòng dịch. 200 chiếc khẩu trang đầu tiên đã được trao cho bệnh viện vào chiều ngày 25 tháng 3, số còn lại sẽ tiếp tục được chuyển đến bệnh viện trong vài ngày tới. Ngay sau khi tiếp nhận số khẩu trang này, Bệnh viện Đa khoa Sadec đã tiến hành phát miễn phí cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh đang điều trị tại bệnh viện. Cảm ơn bạn đã theo dõi bản tin. Hãy nhấn đăng ký để xem những video tiếp theo của chúng tôi.